Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng The Anh LDA, cộng đồng chuyên chia sẻ các dự án IDO, các dự án airdrop property, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký kênh để tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chương trình airdrop đến từ nền tảng Kucoin. Dự án thì cũng dễ thôi, số slot thì không nhiều lắm nhưng mà cái dự án này rất dễ làm nên mình cũng chia sẻ đến anh em. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn đăng ký một tài khoản trên nền tảng KuCoin và các bạn nên hoàn thành KYC xác minh danh tính. Bởi vì là trên kênh chúng ta sẽ xuất hiện rất nhiều các dự án đến từ sản KuCoin. Tiếp đó thì các bạn mở link tiếp theo và trong link hoạt động này thì các bạn sẽ lần lượt follow hai kênh mạng xã hội, đó là trang KuCoin Việt Nam, sorry anh em, trang KuCoin quốc tế và một cái trang mạng khác đó là của cái dự án pSTAKE Finance. Đấy. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ retweet và test 3 người dùng, 3 username ở trên Twitter đối với cái bài đăng này. Retweet này. Chúng ta mở tiếp cho mình một cái phong nữa. Ở đây có một cái phong và dự án này sẽ chọn ra 100 người may mắn, mỗi người sẽ nhận 20 đô token pStake. Chúng ta sẽ điền UID của tài khoản KuCoin, chúng ta ấn vào phần góc trên, copy phần UID, paste UID KuCoin vào đây. Điền tiếp username của Twitter đó, xong username ngay tên ta. Đấy, các bạn có thấy nhanh không ạ? Rất nhanh, dự án rất dễ làm. Ok, và rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ thêm một dự án airdrop có tên là pStake, một dự án đến từ nền tảng KuCoin. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Video tiếp theo.